tay với lại chết đất. Đồ, sao có ai đây? Cái móc à, đứt móc đấy. Đuôi này. Không phải cái đuôi mà cái lưng của nó. Cái lưng của nó lưng móc. Rồi mình đánh thế thôi. Cây của cướp bài, à cướp lộng lượng. Có đâu. Con đất cuối cùng của nó rất là nguy hiểm. Cuối cùng nó là khắc chế con cá của mình. Nó cướp năng lượng vậy mình có cần lên hết cho không? Không, mình nên là mình kệ nó cho một chút. Con đất, nó khắc mình hả? Đúng rồi, nó có hai skin, một skin stone này, một skin là cầm lá sông này, là cầm lá bốc kê này, một skin là cầm lá miệng, là lá phít này. Lít cái phít đấy. Đấy. Thế nên con này nó rất là bá cháy quá. Nó rất là cục cục đấy. Buồn lắm. Tiếp tục trang xóa bài với cả ba xóa bài đi. Ba xóa bài luôn. Xóa hết bài là không có móc đâu nên không phải sợ. Tức là mình book cái giáp con ở trên nên không cần đánh được. Rồi enter. Rồi tiếp tục xóa ba cái đuôi. À không, cái rách với cả cái đuôi. Không có xóa bài nữa hả? Đúng rồi, không có xóa bài nữa. Thêm một bóc kia đã chết. Rồi enter. Được, chơi xóa bài không năng lượng thôi là được rồi. Enter. Nó không có bài. Chị nhìn thấy không? Khổ quá. Không có bài đánh ra nhìn nó đánh rất là khổ sở. Rồi, ok, ta này mình giết nó luôn. Hai đôi coi một bốc kia. Không đủ đam đâu. Nên là tức là mình enter cho vào đây. Rồi ok, tức là mình đánh skin combo này. Một cái đuôi này. Xóa bài hai skin đáp. Chắc là chết rồi. Nhiều đam lắm. Đánh con đất đầu tiên này. Nên là mình đánh cái đuôi với là xóa bài đi. Xóa bài trước cái đuôi sau. Xóa bài trước cái đuôi sau với thêm một bong bóng vào cho em. Rồi enter. Rồi, cái này mình đánh nó luôn nhé. Ricky Fit rồi. Mình đánh nó đi chị. Không, cái miệng này.
sau mình còn đánh tiếp chứ. Em tên gì? Tên sau 3 bước đi là thắng luôn đấy. Rồi, hai bước đi đuôi coi mình nha, không có bước đi, không đỡ được. Nó chỉ còn có 3 lá nên là cái lượng lát của nó rất nhiều. Lát là 3. Thì nó còn có 3 lá, lấy con ra ra. Cảm giác đánh bước đất này cũng đúc đúc vào mặt sướng nhỉ, sự tin bốc kia, bánh nhiều đạn quá, toàn 200.